được bạn về rồi, giờ Vũ sẽ mang vô phòng marketing. Mọi người biết gì chưa? 3 giờ nè. Mở đi, mở đi, mở đi. Khoan, hay đợi chút qua rủ thấy con mở chung chẳng đúng rồi, coi. Đúng rồi đó. Có bên bàn phòng không anh? Có, đem bên phòng á. Đi. Hello, welcome to Thách Hồng TV. Thách Hồng chào các bạn. Hôm nay Thách Hồng sẽ cùng media team của Thách Hồng và mình sẽ mở chung nhau cái nụ bàn này. Dạ, yeah, chứ coi làm sao á. Một cái nút bạn hơn 100.000 người follow và tất cả nguyên cái team này là đã gây dựng lên Minh là cắt những cái phim về du lịch, còn Hà là mấy cái documentary, Gia là chuyên môn điện truyền hình làm thumbnail, và Thúy Tiên là text, rồi Khánh là chuyên môn cắt mấy cái talk show, còn cái bà này là nhà thầu, bà bài, Vân là marketing media tổ chức hết mấy cái này. So, bởi vì hôm nay là tất cả những người mà ở đây là có công sức làm ra một cái kênh YouTube để cho các bạn xem. So, hay là mình cũng xem bạn trước đi nha. Vũ là công sức gì em? Sao em được vô đây nữa? Công sức gì em? Dạ, nó cũng dữ lắm anh nha. Cái gì YouTube gì đó. Mấy lúc mà không có mấy anh chị bảy nhật em cũng xếp nè. Ờ đúng rồi, ban đầu là không có ai quay hết trơn, là Vũ nó hay quay nè. Bởi vì người ta nói âm thanh gì mà kỳ quá luôn á, ánh sáng giờ tất vui luôn á. Đúng không? Ok, and là mình chưa mở và uống hết chai đó nha. Thì chắc mua hết chai nữa này sao? Ok, mua nha. I'm open up. So, YouTube Vũ, YouTube. So, and YouTube. Wow, here just 100.000 subscribe. Là mình đứng cái lúc này. So, look back YouTube presented to Thaicom for passing 100,000 subscribers. Đẹp quá à. Đẹp không? Đẹp quá. So I sẽ được công sức trong đây nhiều nhất. Bóp tem nó đi. Ok. Bóp tem. Rờ nó đi. Tức là muốn cầm cái không? Đẹp không? Trăm ngàn bây giờ là đây là next step là nút vàng là 1 triệu. Ok, hôm nay Thái Công sẽ đưa ra một cái challenge cho các bạn. Nếu team mình đạt được 1 triệu và mình có nút vàng, nguyên cái team mình được đi Los Angeles. Oh. Đi qua YouTube ở bên Los Angeles và mình sẽ ngồi chung với những người sáng tạo bên YouTube và mình gặp bên người ta. Ở vị trí mình đi Mỹ. Yeah. Đó. Nào đi Mỹ chưa? Okay. Mỹ thôi. Los Angeles. 1 triệu nha. Coi là trong vòng bao nhiêu lâu mình sẽ đạt được 1 triệu. Bố được đi không? Quay nhiều nhiều vô. Cuối cùng quay nhiều nhiều vô. Ok. Coi là trong vòng chắc là nếu mà nước bạc theo kiểu này chắc khoảng 2-3 năm hả? Dạ.
cũng tới đâu. Bây giờ mình được 142.000 rồi. 142.000, có nghĩa là mình hôm nay là 142.000 đúng không? Ok, có là mình coi cái kênh của mình nè. 143.000 rồi kia. Mới là sáng em coi là 142. Sắp rồi, ra tới sân bay rồi. Không, kỳ này là anh định là nước bạn về là tính dẫn cho em đi đi Bangkok và đi Singapore. Nhưng bây giờ cái dịp này không có đi được. Thôi bây giờ mình mở đây và mình sẽ dành. Thì sao mình sẽ đi Los Angeles. Em biết là cái phim đầu tiên mình làm là Hà làm là cái phim này nè. Phim thật sự là cái phim này á là Hà làm đầu tiên mà 6 triệu, mà hôm nay là hơn một triệu view cái phim này. Mà cái phim này là mới đầu mình chỉ làm chơi thôi, chưa có biết làm thiệt, tại sao mình chỉ là quay á, và cũng chưa có thiệt là để làm YouTube. Mà không, tương tự là cái phim này là thành 1 triệu người xem. Thật sự cái phim này nó chưa có hoàn hảo như là cái phim mà cái phim này là hoàn hảo hơn ha. Cái phim này mà mình nhiều khi em thấy không, tại sao mình làm rất là cầu kỳ mà cái phim này chỉ có 223.000 view. Có thể cái người YouTube người ta thích xem kiểu nó hơi lắc lắc hay sao. À, cái khó khăn nhất cái phim này là khó khăn gì? Em nghĩ khó nhất là có lẽ là phải mở coi hay là hết tất cả các chuột là mình đã có cái gì, xong từ đó mình lọc ra những cái hay nhất mình làm cái phim phần gì. Dù Hà học trong trường RMIT là em học trường Media đúng không em? Multimedia thì sao? Multimedia thì sao? Học cái đó bao nhiêu năm trước đó? 4 năm rồi. So, vậy em có tự tưởng tượng về tiếng em làm YouTube cho thấy không? Thật ra là Hà là người đầu tiên là bắt đầu cái kênh YouTube này, thì thấy không, với Hà là cũng đang từ từ mình creation đó ha. Cái hướng đó là làm sao? Thật ra thấy không rất là đam mê về làm phim. Thật ra nếu một ngày đó mà thấy không mà không còn thiết kế nào thất nữa, hay là ước mơ một ngày đó thấy không muốn làm một cái phim, thấy không làm một đạo diễn một cái phim. Có nên là bây mình làm đi, ngày mốt thấy không anh thấy làm ra một cái phim nào ha. Để coi cái cốt truyện là có trong đầu rồi đó. Bây giờ mình sẽ lên kế hoạch một cái kịch bản ha. Coi là Hà vô xong rồi là tới Minh. Rồi các bạn, đây là Minh. Thấy nó như nít các bạn thấy không? Thấy nó trẻ. Mới đầu là em là Huy phỏng vấn em đúng không? Huy vấn Huy em làm sao mà Huy rước mướn em vậy? Thì anh Minh hỏi gì mà đó thôi. Vậy hả? Tại lúc mà anh kêu, ủa, có chút xíu nít làm sao nó cắt phim được đúng không? Và cuối cùng nó cắt rất là tình cảm. Các bạn thấy mấy cái phim mà Minh nó cắt á, mấy cái nhạc rất là sensitive, mà cái cốt truyện của nó rất là surprise. Anh thấy em có một cái khiếu là giống như cái phim mà Sixth Sense á, là 2 lần người ta tưởng hết rồi mà cái phim nó còn tiếp tục. Cái mà em lên cái kế hoạch mà em cắt cái phim là cái ý tưởng đó từ đâu ra? Tất cả phim cắt là đều từ cái cảm xúc của em hả? Em cảm nhận được mấy cái đó, và cảm nhận được cái điều anh nói, cảm nhận được cái tình cảm của anh, như cái phim Trạm Huy thì được cái tình cảm của anh dành cho anh Huy đó, thì từ đó em mới truyền tải vô cái bộ phim. Anh thấy là rất là nhiều người khen tất cả những cái nhạc em lựa đó, thường là cái phim nhạc của em là ai cũng nói là ô nhạc hay quá đâu, thì ở đâu mà em lựa mấy cái nhạc hay như vậy? Em cũng từ trên cái trang download thôi, nhưng mà được đó thì lựa rất là lâu. Có khi cắt một cái phim thì nó có tầm 1 ngày, xong mình lựa cái nhạc cũng phải hơn 1 ngày, phải dành nguyên hơn 1 ngày để lựa nhạc. Và thế là thấy là nhạc rất là quan trọng trong cái phim, bởi nó đem rất là nhiều cảm xúc luôn. Bởi cái phim mình làm là mình vừa giải trí nhưng mà mình cũng đem một cái thông tin. Mà thứ ba nữa là quan trọng là mình phải đem một cái cảm xúc cho người xem, đúng không? Cao ý là cái phim mà Sixth Sense, quay ở Sixth Sense là Minh được đi theo đó. Bữa giờ thấy các bạn mà biết thì chưa có thấy là ai đứng đằng sau cái camera. Cái bữa đó là Vũ, Tony Vũ với Minh đi qua Sixth Sense. Và em ở chung với phòng với Vũ, em thấy làm sao? Phòng rất là xịn, nói chung... Mà hỏi ý có gì xảy ra không á? Đâu nói gì đâu. Không đâu, ai đó ngủ riêng phòng hay sao? Thì ngủ chung giường, nhưng mà thì mọi đứa nào nấy ngủ thôi. Không, anh nhớ là mình rất là sợ nắng. Các bạn thấy nó trắng như ngọc trinh vậy đúng không? Hai con đen vậy đó, cũng là lúc mà đi ra ngoài bãi biển đem champagne ra uống mà đang đến nứt lại sau cái ghế, anh nhớ không? Thì ghế đang có cái hình để cho các bạn xem là sao nó nứt cái ghế, nó uống champagne mà nó sợ sờ. Vậy là ngày mốt mình sẽ đi qua công trình nhiều. Bây giờ là đang chờ với anh để coi những cái công trình mình đang làm, một cái công trình ở Hà Nội để coi đứa nào muốn đi Hà Nội. Cuối tuần là đi Hà Nội nè. Vì Hà Nội kỳ này anh cho đi ở chung khách sạn luôn, anh ở khách sạn Metropole. Và dĩ nhiên mình sẽ ngồi chung hết đằng
trước hàng thương gia để cho mấy chị em nằm sướng luôn, không chứ không có ngồi đằng sau. Đó. Ok, các anh định là chắc là 6 đứa được đi với anh ra ngoài Hà Nội ở khách sạn Metropole. Wow, một cái công trình mới, thái công mới vừa nhận được. So, thiết kế nguyên một cái villa là hết, cái villa mình sẽ sửa nhà là hết, mình làm ở cái ruộng ở trong đó. Thì tôi có thành một cái phim mới và cái phim đó mình sẽ làm nhiều tập. Yeah. So, cảm ơn Minh và sau Minh là tới như là Khánh mới vô công ty đúng không? Khánh. Khánh Khánh. À, mới cắt tóc hả? Thì mới cắt tóc. Hết xế rồi đó. À. Tại vì cắt tóc nó không có cắt cho nên em bị sớm. Các bạn không biết tại sao Thái Công cứ là nói Khánh nó cứ xế vài đúng không? Bây giờ làm chứ Thái Công là càng ngày cơ xế. Thay thế gì mới các bạn biết không? Bởi xế đồng hồ của Apple. À, bữa nó đeo cái đồng hồ các bạn thấy màu vàng có kim cương trên chảy đâu có hả? Có rồi em có một cái nhẫn kim cương này, còn này còn này chảy kim cương cưới, cái này cưới, cưới, cưới. Nhưng mà cái đồng hồ này các bạn em đơn giản đẹp mà không có cần xến. Con gu đó bữa nay áo sơ mi đen mà trước nó vô nó làm công việc cái áo gì mà bông hoa gì luôn hết trơn em chưa có mắt kim thông phó đúng không? Dạ chắc là bên Thái Công phải cung cấp cho một cái mắt kim thông phó nè cho nó có new style đúng không? Ok, so, dạ Khánh là em hồi đó em làm cho HTV phải không em? Dạ, VTVC. Là sao nó khác gì? VTC thì nó cũng là kiểu đài truyền hình như nhau thôi à. Em là bên đó là em chuyên về làm phim truyền hình. Em làm bao nhiêu năm bên đó? 4 năm. Dạ, thì bây giờ em cắt cho anh cái khó khăn nhất là cái gì? Cái khó khăn nhất và lựa nhạc cái gu nhạc em ơi. Hơi khác anh. Ờ chứ nó nhạc bolero, nó nhạc gì mà nó Ngọc Sơn. Hả? Ngọc Sơn. Nhạc gì biết đó là có một cái phim này em gửi thử cho anh á mà ừ. Em nhắc cái nhạc mà anh coi cái phim không được luôn á. Anh mở cái nhạc lên mà anh coi không được á đó. Cái bây giờ là em phải thay nhạc khác hay là anh tắt nhạc mà tắt nhạc thì không có cảm xúc. Bởi nhiều khi mà cái nhạc mà nó sai anh coi không được luôn. Bữa anh thiết bế gì? Chắc là cũng cái gì, sao đây biết được nhà gì đấy. Các bạn ngồi ở nhà coi sướng chỉ khi 12 giờ khuya á. Mà Khánh nó phải ngồi đó sửa cho mình tới ngày mai đi lên. Bữa rồi ăn là cũng tới một máy. Một giờ máy. Mà em biết có bữa mà thí dụ mình nói 8 giờ mình lên mà 7 giờ 50 mà còn chưa render nữa. Quá cực khổ. So, cảm ơn Khánh. Là tất cả những cái chương trình mà các bạn xem mà về talk show về các cái đó là chuyên môn Khánh các cái chương trình này thì Thái Công chia ra mỗi người có một cái khiếu riêng, ví dụ là Minh nó rất là giỏi về emotion phim, những cái phim mà rất là tình cảm, còn Hà thì đang cho vô các cái kiểu mà documentary phim dài hơn, còn Khánh thì theo kiểu talk show thì nó quen HTV rồi đúng không, các cái kiểu mà talk show YouTube. Ok, good. Và các bạn biết mỗi cái phim ra đó là mình phải làm cái thumbnail. Bên đây là nếu mà thumbnail nó phải đẹp, phải hấp dẫn. Và Thái Công có nhiếp ảnh gia, hoàng gia. Thái Công gọi là hoàng hậu luôn. So, bị la hoài hay không? Dạ. Đó là kiếp. Khổ mà. Dạ. Cũng quen hả? Quen hả? Biết tên, tại sao? Tại vì Thái Công là cũng là nhiếp ảnh gia ra. Anh chụp hình và anh cũng làm khác gì ra. Bởi vậy cứ sao em làm sao kỳ vậy, em chụp hình sao kỳ vậy, nhưng mà em có học nhiều không? Dạ nhiều, tại em học nên em rất là nhiều. Dạ. Nên em cảm thấy em biết ơn nhiều cái đó. Chắc thì tiền đôi gì kìa. Ok, có nghĩa là bây giờ vừa làm ra tiền mà vừa học đúng không? Em thích không? Thích hả? Gia là chuyên môn là học, em học các cái thời gian đúng không? Dạ. Em học ở Việt Nam là trường nào? Trường Thông Bàn. Thông Bàn, dạ. Còn cái chụp hình là em có học không? Chụp hình thì em tự học. Với em học mấy bạn, mấy anh người đi trước. Nghề dạy nghề thôi. Yeah. Anh thấy chỉ anh nhìn cái góc nhìn thấy không? Yeah. Như cái ăn thua cái chụp hình bây giờ. Thật sự em nếu mà em nói có cái iPhone mà em cái góc nhìn em chụp á, nó cũng đẹp. Yeah. Quan trọng cái khác biệt của một cái chiếc anh nha là chỉ nhìn cái góc nhìn của mình. Tìm cái góc nhìn mình, tìm cái góc nào mà mình muốn kể cái câu chuyện đó. Và quan trọng nhất bây giờ cái hình của cho anh á là cảm xúc. Cái hình em chụp bằng cái iPhone mà người ta coi á, cảm xúc bực mình cũng được nữa, giữ cũng được nữa, tức cũng được nữa, buồn cũng được nữa, vui cũng được nữa, mà phải cảm một cảm xúc. Chứ không phải em chụp hình mà không cảm xúc gì hết. Bởi vì nếu mà em có một cái tầm nhìn mà chụp một cái tấm hình mà có cảm xúc á, thì em không có cần cái máy bự luôn, em cầm cái iPhone cũng được nữa. Cảm ơn. So, các bạn tất cả những cái mấy cái mà thumbnail mà xấu đồ á hay đẹp gì đó, các bạn cứ viết comment nha. Gia ơi, xấu quá, đẹp quá, là cái anh này chịu trách nhiệm đây. Ok. Em bốt người ta chửi là em đó nha.
Ok, đây nhớ mặt nha các bạn. Đây là người mà làm thumbnail. Ok, so đằng sau lưng cái team này là còn hai người cô gái. So hai người cô gái này là Vấn và Thủy Tiên. Mình quay bên đây mà đôi cái nó giỡn cơ mình đến. Chị Vừa quay bên đây người ta đang tập trung. So Vân là organize tất cả về marketing, có nghĩa là bây giờ khán giả nào mà muốn liên hệ qua Thái Công, muốn tổ chức cái gì là phải qua Vân hết ha. Cứ để viết email, Vân email em gì? vân@thaicong.com. Tất cả những cái request về media cooperation hay sao gì đó ha, là cứ viết vào Vân. Và Thủy Tiên thì là chuyên môn làm về text và produce, có nghĩa là tất cả những cái text mà nhà thiết kế triệu đô hay là cái gì là từ cái cô này biến ra hết. Và những mấy cái text diễn tả những cái phim là Thủy Tiên làm. Nhưng mà Thủy Tiên, anh có một cái rất là khó về text không em? Dạ. Khó cái gì? Dạ, ngoài cái yêu cầu là phải chính xác, phải ngắn gọn, thì anh quan tâm cực kỳ đến cái việc là phải đúng đến từng chi tiết và nó phải thể hiện được cái cảm xúc, cái ý đồ trong cái video của mình, và nó phải tạo cái sự cuốn hút cho người xem nữa. Đúng rồi, anh cái tiếng Việt anh không có giỏi, nhưng mà anh rất là thích những cái dùng những cái tiếng Việt mà rất là đơn giản, dễ hiểu, không có chiếc mà hóa lá cành khó hiểu đọc người ta không, và là rất là đơn giản. Thì có thể là nhiều khi những cái cách Thái Công nói chuyện rất là nhiều người thu hút, đúng không? Vì là mình Thái Công dùng những cái vocabulary tiếng Việt là gì? Dạ, từ vựng. Cái từ vựng rất là ít, tại anh đâu có biết chữ nhiều đâu, bởi anh dùng những cái chữ mà rất là đơn giản anh nói, có thể là nhiều khi người ta cũng dễ hiểu dễ nghe, chứ không có cần nói mà theo kiểu nhà văn bông hoa, đúng không? Tức là cái đó nó cũng không có cần thiết, bởi vì càng dễ viết anh thấy càng dễ hiểu. Thì thật sự là mình cũng nói về cái đẹp, cái mình đâu cần nói nhiều nữa, người ta cũng tự thấy nó đẹp rồi, mình đâu cần diễn tả cái này cái kia, người ta cũng sẽ tự thấy. Dạ, hỏi anh Thái Công nè, anh Thái Công có bất ngờ khi mà mình đạt cái mức bạn nhanh như vậy không? Thật sự rất là bất ngờ luôn á. Tại anh nghĩ cái chương trình của mình rất là chọn khách xem. Tại cái khách của mình là người ta phải hiểu biết rất là nhiều, người ta mới xem được. Có nghĩa là thật sự là cái text mình, nhiều khi mình nói tiếng Anh mà mình không có để subtitle, là nghĩa là cái khách của mình là phải nói tiếng Anh được mới coi cái chương trình mình được. Và nếu mà người ta coi, người ta sẽ tìm hiểu thêm. Vì anh muốn cái khách của mình người ta rất là selected luôn. Và với anh nghĩ, như vậy mà tới 100.000 người, hơn 140.000 người đã theo dõi một cái kênh, rất là thật sự là cần một cái trí thức rất là cao mới xem cái phim mình được. Có một cái điều em thấy thú vị đó là hàng ngày á, anh làm việc với team day, anh làm việc đến tối mệt luôn, nhưng mà có hôm mà tới 8 giờ mà em ở lại, em để ý em thấy anh vẫn tỉ mỉ anh coi mấy video. Từ đâu mà anh có cái đam mê đến như vậy? Không, là anh đam mê phim hồi từ nhỏ rồi, có nghĩa là anh biết anh có một cái sưu tầm phim khủng khiếp. Với là hồi xưa là chưa có iTunes, là anh mấy cái phim là anh mua hết á, mấy cái đĩa CD là từ cái mấy cái phim như ông đang diễn như là Almodovar, Wong Kar-wai, Ang Lee, mấy người là chuyên môn làm phim là anh coi hết, anh thuộc lòng hết. Hôm nay trong cái iTunes của anh là phim anh mua hết. Bữa nào anh làm, có thể là anh làm một cái chương trình mới là xem phim cùng Thái Công, anh thấy sao? Và những cái phim đó anh đang ý kiến là cái phim đó anh sẽ nói về nội thất trong phim, có nghĩa là mình đem những cái phim đó mình nói cái cốt truyện mà anh cũng nói, anh phân tích những cái nội thất ở trong trọng, nó rất là hay mà rất là đẹp. Mà vì sao những cái gu thẩm mỹ hay là những cái hiểu biết của anh rất là nhiều về phim đó. Và cái ước mơ anh một ngày đó là có thể là làm một cái phim luôn, có nghĩa anh muốn thành đạo diễn phim, có thể là mốt ước mơ anh là anh muốn làm một cái phim đạo. So được không? Dạ được. Ok. Không mong đợi luôn. Dạ. Có một cái bên đang muốn là thì họ vẫn đang có một suy nghĩ là họ muốn cái làm một cái phim với anh, mà kiểu là phim về nhân vật, phim là VTC10 á. Họ có ngỏ ý muốn làm các bạn ơi, ngày nào Vân cũng có nhiều idea tới cái chương trình này tới chương trình kia, gọi là rất là nhiều idea. Bây giờ hiện nay là thật sự là mình không có ra, chứ là rất là nhiều company muốn hợp tác với mình, giới thiệu những cái sản phẩm, nhưng mà Vân là quyết định là nhiều cái sản phẩm không hợp với Thái Công không có làm. Nhiều khách sạn mà thấy mình đến ở không trả tiền, trả tiền máy bay, nhưng mình không hợp mình không đi. Nên là thật sự mấy những cái khách sạn mà mình review là Thái Công là mình tự bỏ tiền anh đi du lịch, anh tự quay, chứ không có khách sạn nào báo hết trơn á. Vậy nếu mà bởi vì Vân rất là select những công ty mà muốn hợp tác với mình nó cũng quay phù hợp. So hy vọng các bạn sẽ coi YouTube mẹ càng lâu, để tới mà lúc vàng và Thái Công sẽ ra một cái phim điện ảnh, đúng không?
Và trong cái thời gian này các bạn nhớ bấm like và share để nguyên cái team Thái Công sẽ làm nhiều phim hay hơn nữa và đặc biệt hơn nữa để cho các bạn xem. Và đừng bao giờ quên bấm like, subscribe và share. Thank you for watching. Cảm ơn các bạn đã xem chương trình hôm nay. So, Thái Công và team, cảm ơn các bạn đã ủng hộ cái kênh của Thái Công. Thank you for watching and hẹn gặp lại. Cheers. 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 So, chúc mừng em. Chúc mừng. Chúc mừng. Cho anh coi coi. Wow, đẹp quá hả? Từ một đêm thấy lúc bạn muốn xem không? Wow, em cũng có một phần á. Trâm, em có một phần ở trong đây. Em không nước vàng. Trời, nước vàng làm 10 cái đó. It's nice. Yeah, congratulations. Hay để cho anh cho đẹp. Thôi, để chỗ bên em đi. Đây, ở đây nè. Ôi, sai rồi, bên này nó mới chuẩn nè. Đó, người ta vô người ta thấy cái nút nè. Này gì xôi. Nó mới nhìn sai vô. Đâu, đó. Bên đây cũng được nè. Đó. Nó sao thêm mấy cái nút này nữa. Làm sao Minh? Ừ. Em lấy cái nào đi Mỹ? Rồi, năm sau đi dở mà. Dễ. Hôm trước là Minh là cá độ là được 100.000 subscribe là Minh cá đúng luôn á. Đúng rồi, anh còn nợ nó ly cà phê kìa. Nè, anh không biết đâu. Đấy, đó, đó. Đó. Em nghiên cứu cái chỗ che nào mình đẹp nhất cho anh. Bằng tiền nha. Vậy cái này chính giữa của hai phía bên đây, đây qua đây. Ok. Đây rồi mốt mà Hà nó bạn ở đây. Rồi Kim Cương thì chắc là anh cái râu nó dài thò lò. Anh có cái gậy chống luôn.